Bây giờ là xét đấu cuối cùng, xét thứ 7 của trận đấu trường 500 thứ 4 của kỳ 10 giữa Sầm Chí Thông và Bùi Thiên Vũ. Xét thứ 7 là sẽ hai bên đã giằng co nhau bây giờ 3 đều, và xét thứ 7 sẽ là xét quyết định. Rồi, xét thứ 7 đề nghị cho hai bên một tràng pháo tay nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Như vậy kết thúc tỷ số là 4-3 là cho tay vợt kẻ Sầm Chí Thông.